em nói, vì giờ đây em đã chọn anh rồi. Anh đừng nhìn người ta này đã theo một thằng, trông nó nhìn mặt xấu dai nhưng nhà giàu, tiền đầy tay em đỡ đi người ơi. Anh biết SH làm sao sánh với Audi, xa rời anh đời em nay đã sướng vui hơn nhiều. Em đã nói trông anh ngon dai như là ngôi sao, tại sao người bước theo thằng kia? Tại anh ngu hơn em hay tại em thông minh hơn anh hỡi người? Để giờ đây bao lời anh chán em không tin anh nữa vậy. Bao ngày qua trong túi anh không một đồng anh biết, nhưng mỗi tháng tiền lương anh đều đưa em. Vậy thôi em cho anh xin tiền em với anh tháng ngày. Bao ngày qua em ăn như heo, em đã tăng cân hơi nhiều. Anh xin lỗi vì đã đánh mất 10.000 của em, nhưng có người sẽ cho em lại 11.000. Em nói vì giờ đây em đã chọn anh rồi. Anh đừng nhìn người ta nay đã theo một thằng, trông nó nhìn mặt xấu dai nhưng nhà giàu, tiền đầy tay em đỡ đi người ơi. Anh biết SH làm sao sánh với Audi, xa rời anh đời em nay đã sướng vui hơn nhiều. Em đã nói trông anh ngon dai như là ngôi sao, tại sao người bước theo thằng kia? Tại anh ưu hơn em hay tại em thông minh hơn anh ơi người? Để giờ đây bao lời anh chém em không tin anh nữa vậy. Bao ngày qua trong túi anh không một đồng anh biết, nhưng mỗi tháng tiền lương anh đều đưa em. Vậy thôi em cho em xin tiền em với anh tháng này. Bao ngày qua em ăn như heo, em đã tăng cân hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã đánh mất 10.000 của em, nhưng có người sẽ cho em lại 11.000. Tại anh ngu hơn em hay tại em thông minh hơn anh hơi người? Để giờ đây bao lời anh chém em không tin anh nữa vậy. Bao ngày qua trong túi anh không một đồng anh biết, nhưng mỗi tháng tiền lương anh đều đưa em. Vậy thôi anh cho anh đi tiền em với anh tháng này. Bao ngày qua em ăn như heo, em đã tăng cân hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã đánh mất 10.000 của em, nhưng có người sẽ cho em lại 11.000. Anh xin lỗi vì đã đánh mất 10.000 của em, nhưng có người sẽ cho em lại 11.000.